đây, xin đây. Ừ, mà. Xin chào anh chị và các bạn, hiện tại thì tôi đang đứng ở thôn Lưỡng Kỳ, ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ của tỉnh Quảng Ninh. Phía sau tôi đây là trang trại sạch, trang trại hữu cơ MB của một người chú nuôi cũng khá là nhiều, có bây giờ hiện tại đang là có 4-5 nghìn cái gà giống địa phương, gà con gà ban chới, vâng, con gà gọi gà giống địa phương. Đấy, thì hiện tại hôm nay là tôi đang xuống thăm chú và có mang cho chú mấy thùng thuốc để chú sử dụng cho cái trang trại hữu cơ, trang trại sạch. Vâng, đây là một cái khu vực rất là tuyệt vời. Tổng cái diện tích ở đây là 46 ha, vâng. Theo như chú chia sẻ thì là 46 ha. Rất là rộng, và nếu mà anh chị có suối chảy quanh nhá. Vâng. Và nếu mà anh chị làm mà có nhu cầu mua đất thì chú đang có nhu cầu bán thì anh chị hãy xuống dưới này làm cái khu du lịch nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Có ao cá, có vườn cây, vâng, có bể bơi, có trang trại và đường sẽ đi tít về phía đằng sau này. Đây, tổng hết đây. Đấy. Ở đây là phía này là cái 46 ha thì trong đó có mấy ngàn mét vuông bìa đỏ và một số mét vuông đất khai hoang, và còn lại là đất rừng sản xuất. Thì đất rừng sản xuất thì các bạn có thể chuyển lên thành đất ở được. Vâng. Cảm ơn các bạn. Đây là cây quả đào. Quả đào. Và trên kia là các cái trang trại chuồng gà bên trên kia. Và cái trang trại này của chú là chú hiện tại chú đang dùng cám theo cái công thức phối trộn là 3 bao ngô và 1 bao đậm đặc các bạn nhé. 3 bao ngô, 1 bao đậm đặc cho gà đẻ. Cái túi gì kìa? Túi đen gì kìa? Đấy là cái túi lưới. Đó. Đây là cái suối. Đây là cái suối, mùa này thì nó là mùa khô nên là nước nó đang ít. Còn nếu mà vào mùa kia thì các bạn sẽ thấy là nó rất rất nhiều nước. Đấy. Kìa, gà trên kia. Gà có râu. Đây. Mời các bạn lên trên này thăm đàn gà có râu một tí. Gà có dâu, gà giống địa phương. Yeah. 46 ha của ông trên là gà nuôi theo kiểu chuồng sàn, chuồng lồng. Chuồng sàn lồng. Gà đẻ. Gà đẻ. Thịt gà này thì cực ngon luôn. Đây là cái suối, về mùa ấy là nước nó chảy xuống rất nhiều. Ông đang làm cái hệ thống resort. À của mẹ. Đấy. Đó là túi cho mẹ thì không thích. Kinh ông làm đường lên trên này ăn gì. À. Đấy. Gà thì vào xem gà có gà dâu á. Đây là trứng. Chưa nghe gà dâu bao giờ. Đây là trứng của gà, trứng giống gà địa phương, giống gà ban chới. Ui nhìn trứng ngon nhỉ. Và đây hiện tại là đấy, gà có dâu. Gà dâu quá. Ô nhỉ. Ô gà có dâu thật. Ơ nó sợ à? Đó. Giống gà này là giống gà con dâu. Ô đẹp nhỉ. Chưa nhìn thấy gà dâu rồi bao giờ. Thật luôn. Cái này là cây gì đấy em? Ừ, chị nhìn không phải, bông dâu có mùi ngay.
Con nhô nó có mồi ngay. Mỗi chuồng một con chó. Sao nó mổ đít nhau phải không? Anh đi xuống đây nó lại thô gà người ta không thích đâu, phải vỡ hết trứng. Ủa một ổ 3-4 con nằm. Ôi nhìn gà có râu hay nhỉ. Con đấy nhìn thấy gà có râu chưa? Ờ đẹp nhỉ. Sao nó nở ra không con gà râu như này. Ô. À lại có cả lòng. Lại có cả lòng. Ông cũng giỏi nhỉ. Thì gà này ngon. Thì gà ở nhà mình cũng 120 đây. Ông đây là ông nuôi. Đúng rồi. Bớt quá, máng nước tự động. Đi con. Đi, xuống đây. Con gì nó bắt trứng ra lấy trứng ấy chứ. Đây này con gì, chắc là rơi đẻ rơi trứng ra đây. Ăn luôn. Rộng quá mới đi. Quá rộng. Rất rộng. Kìa, xác ông đang đốt tít đằng kia kìa, nó đang cháy rực kia kìa. 4. Kìa kìa, xác 5 6 chắc 7 8 ông Kiên đang đốt tít đằng kia kìa. 8 cái chuồng. Kinh nhỉ. Đốt đi để trồng cây. 8 cái chuồng. 8 cái gì? Mấy chục cái. Nó còn sâu tít đằng sau kia kìa. Ôi thế quá. Cái kia làm gì kìa? Còn đi sâu vào trong này nữa. Ôi giời. Đâu hôm mấy ông khuyên bảo là 20 mấy cái thì phải. Ủa. Kinh có cả công trình khách sạn khép kín ở trên kia luôn. Chỗ kia là không, chỗ kia là có người ở đây để trông ấy. Người ở hay là không chỉ khách sạn? Không, người ở để trông ấy. Lèo để ở trông ấy. Ôi em cứ tưởng khách sạn của ông có ở trên đấy. Lèo ở để trông ấy. Nèo lên đấy để mới thì có mà chết. Tưởng từ cái sang đây luôn. Không. Nhưng mà nếu mà làm như đẹp đấy chứ nhỉ. Nèo lên thì nó dễ bị. Chết mất khách sạn. Hình như là ông cả ươm trồng cây nữa hay sao ấy. Em thấy một riêng cái cây ấy của ông cây tùng mà cây tùng cái ông bảo là 10 triệu một cây à. Ui kinh nhỉ. Ông ươm cả cây ấy. Chân mình đau quá. Nó đây là cái đây là cái lò ấp và gà con. Anh xem nào. Ồ cái ấp kiểu. Mình cũng lấy lại rẻ thôi, ông dùng. Như chỉ. Đây này. Đây cái này. Lò ấp của ông này rất đơn giản. Đây này ấp ở trong này thôi, đây này cái lò này này. Đây từng khay một thôi, đúng không? Cái lò ấp rất thủ công. Ở bằng khay từng khay một. Cũng có lò vậy ấy. Bò rô cốc. Thế thì ông bà cũng làm suốt ngày nhỉ? Thì ông bà làm suốt mà. Cái hoa này là hoa ngâu đúng không? Cái hoa ngâu đấy. Đây này. Cái hoa ngâu thơm lắm. Đấy, thơm cực kỳ luôn. Cây hoa ngâu. Mọc hương nữa. Cây mọc hương nữa. Ừ. Hoa mọc hương á. Xong chưa? Xong chưa để đi ra kia không muộn.